Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với giờ học của Nihongo no Mori. Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay thì mình có một câu đố, một cái thử thách dành cho các bạn. Đó là chúng ta dùng 10 đầu ngón tay và chúng ta đếm từ 1 đến 10 nhé. Các bạn làm theo mình nhé. Rất là đơn giản đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuy nhiên bây giờ mình sẽ đếm lại một lần nữa nhé. Các bạn thử làm xem. Và các bạn phải cử động ngón tay theo mình nhá. 1, ngón út và ngón trỏ, ngón cái này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn có làm được không nhỉ? Những người nào mà chưa thử, chưa làm bao giờ thì chắc chắn sẽ rất là khó đúng không? Trong tiếng Nhật cũng vậy. Cách sắp xếp từ trong câu của nó luôn bị ngược lại so với tiếng Việt. Nó khó, nó sẽ khó khăn như là chúng ta vừa đếm ngược như vậy. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng không ạ? Ngay sau đây thì mình xin được bước vào bài học của ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay thì nói về sơ cấp, nhưng mà là sơ cấp nâng cao. Chúng ta cùng học về chức năng của trợ từ no. Được chưa? Trợ từ no thì các bạn thường được biết đến với ý nghĩa của nó là của, đúng không? Ví dụ như là mẫu câu A, no, B. A, no, B. Tức là B của A, đúng không ạ? Ví dụ đất nước của tôi, đúng không? Thì sẽ nói rằng là, phải nói trước, watashi no kuni. Được chưa? Ở đây watashi là A, kuni là B. Nhưng mà dịch ngược lại nhé. Đất nước của tôi. Hay một mẫu câu khác, đó là cái xe hơi của anh Shin, thì chúng ta sẽ nói rằng là sore wa Shin san no kuruma desu. Tuy nhiên no còn có một chức năng nữa, đó là nối giữa các danh từ. Ở trong sơ cấp thì hầu hết các thầy cô giáo chỉ dạy các bạn là nối giữa danh từ A và B thôi, đúng không? Nhưng mà thực chất thì nó có thể nối giữa 3 đến 4 danh từ cơ. 3 đến 4 danh từ cơ. Ví dụ A, no B, no C, no D. Tuy nhiên nhá, ý nghĩa của nó thì lại ngược lại. Ý nghĩa là D này, xong rồi C, xong rồi B, xong rồi A này. Và cái này nó là như thế nào thì chúng ta sẽ đi đến một cái ví dụ cụ thể sau đây. Ví dụ trong giao tiếp, đúng không? Khi mà muốn giới thiệu về bản thân mình, đúng không? Thì mình thường hay giới thiệu như thế này. Một câu dài như thế này nhá. Tôi là Dũng, sinh viên năm thứ tư khoa giáo dục trường Đại học Nhật Bản. Thì ở đây có 4 danh từ chính, đó là Dũng, sinh viên năm thứ tư khoa giáo dục trường Đại học Nhật Bản. Đúng không ạ? Và mình sẽ nói câu này như thế nào? Mình sẽ nói rằng là 私は日本大学の教育学科の4年生のZoomです。Do đó, Dũng ở đây trong tiếng Việt nó đứng đầu cái vế đằng sau này, đúng không? Tuy nhiên trong tiếng Nhật thì bao giờ nó cũng nằm ở phía cuối. Các bạn phải nhớ nó nằm phía cuối nhá, cuối cùng. Ok. Xong đến sinh viên năm thứ tư này, đúng không? Xong đến khoa giáo dục này, xong đến trường đại học Nhật Bản này. Rất là đơn giản đúng không? Và ngay sau đây thì cô giáo Kawama Misato sẽ dạy các bạn giới thiệu giống như mình vừa giới thiệu sau đây. Tên của các trường đại học tại Việt Nam và một số khoa chính ở trong các trường đó. これからベトナムの大学を日本語でどういうのか教えていきます。じゃあ、行ってきます。ベトナム国科大学自然科学大学人文社会科学大学笛大学フェ師範大学ダナン工科大学ハノイ大学ハノイ医科大学
ハノイ薬科大学、ハノイ工科大学、貿易大学、商科大学、財政学院、銀行学院、ハノイ建築大学。学部行きまーす。経済学部、法学部、教育学部、経済管理学部、電子通信学部。以上です。じゃあこれから例文を出します。これから例文いきます。こんにちは、私はハノイ工科大学の経済管理学部の川間美里です。はい、私はベトナム国家大学の経済学部の3年生の川間美里です。よろしくお願いします。おお、いいですか。俺は貿易大学の3年のケントです。よろしく。Có một điều quan trọng, rất 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 là quan trọng. Mình muốn dạy các bạn, truyền đạt lại cho các bạn. Đó là khi giới thiệu, thì chúng ta sẽ không sử dụng từ watashi wa nữa. Vì sao? Vì trong tiếng Nhật, chủ ngữ bao giờ cũng bị ẩn đi. Các bạn nhớ nhé, chủ ngữ bao giờ cũng bị ẩn đi. Vì thế trong khi giới thiệu thì người Nhật không bao giờ nói từ watashi wa, trong khi nói giới thiệu về bản thân mình vẫn nữa. Và trước khi giới thiệu nhá, thì người ta thường hay nói câu là hajimemashite, hay là minasan konnichiwa, tất cả, đúng không ạ? Và người ta sẽ không sử dụng từ watashi nữa, mà chúng ta kể từ bây giờ chúng ta sẽ vứt bỏ nó đi. Nhớ nhá, vứt bỏ nó đi, vứt bỏ nó đi. Minasan konnichiwa, Nihon Daigaku no教育学科の4年生のズンです。みなさんこんにちは、日本語の森のズンです。 OK, tiếp theo chúng ta đến đến phần tiếp theo, đó là phần nâng cao. Trong phần sơ cấp thì chúng ta có một câu nghi vấn là a wa be desu ka, có phải không ạ? Tuy nhiên trong giao tiếp thì họ lại ít sử dụng như thế lắm, mà họ sẽ sử dụng rằng là a chữ nhỏ t be desu ka. Trong trường hợp này chữ nhỏ t thì nó sẽ thay cho wa, tức là a có phải là b không. Chúng ta đi đến các ví dụ cụ thể sau đây. Ví dụ muốn hỏi rằng là người đó có phải là thầy giáo không, bình thường chúng ta sẽ nói rằng là ano ito wa sensei desu ka, đúng không ạ? Tuy nhiên trong giao tiếp họ sẽ nói rằng là ano ito te sensei desu ka. Ok, tốt để nè. Tuy nhiên cách nói này, này hơi khó này. Ví dụ như có một vài từ nó kết thúc bằng đuôi ân này thì chúng ta sẽ phát âm rất là khó, đúng không? Tuy nhiên chữ nhỏ này được coi là âm ngắt nhá. Chữ nhỏ được coi là âm ngắt. Vì thế khi nói chúng ta thường hay ngắt câu lại. Ví dụ là Jun-san te, Jun-san te dare. Ok. Hay là khi một ai đó nói một điều gì đó mà mình không hiểu, đúng không? Thì mình sẽ nhắc lại cái đoạn của người đó. Ví dụ người ta muốn nói rằng là cái đó thật là thú vị nhỉ, đúng không? Sore ga omoshirokattan desu ne. Tuy nhiên mình không biết cái đó là cái gì, đúng không? Mình sẽ nói rằng là sore te nan desu ka? Hay là Nihongo no mori wa omoshiroi desu ne. Tuy nhiên mình nghe thì mình không hiểu cái từ Nihongo no mori là gì cả, đúng không? Thì mình sẽ hỏi rằng là Nihongo no mori te nan desu ka? Hay là Nihongo no mori te nani? Jun-san. Hai. Kore te nan desu ka? Sore te tamukaru zanai desu ka? Hai. Okay. Nasu desu ka? Mou ikai. Hai.マさんってどんな人ですか？優しい人なんだけどね。
こちらはマーさんですよ。はい、マーです。ベトナム語なんて言うの？チンザオ？違う、チンチャオ。チンチャオ、チンチャオ。Bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã thường xuyên quan tâm theo dõi và ủng hộ các clip của mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Nihongo no Mori để ủng hộ mình và để cập nhật các bài học sớm nhất nhé. Ok, bye bye.